Hà Ngân kính chào quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị nhiều niềm vui và luôn bình an. Quý vị đừng quên bấm like, theo dõi cũng như đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất mỗi ngày trên thế giới và trong nước tới cuối tuần nhé. Và bây giờ là những điểm tin chính. Tin Việt Nam. Nóng, Việt Nam ghi nhận ca mắc cúm AH9 đầu tiên trên người. Người đàn ông xin khai thác kho báu 3 tấn vàng dưới lòng sông. Tỉnh đầu tiên ở miền Tây công bố hạn mặn, thiếu nước khẩn cấp. Thu giữ gần 100 tấn gạo ST25 giả. Nghi vấn chủ tịch xã dùng bằng tốt nghiệp giả, huyện vào cuộc xác minh. Bình Dương tạm giữ nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 2 người thiệt mạng. Chê xe taxi nóng, khách hành hung tài xế. Cháy chi nhánh ngân hàng ở Quảng Trị đang thống kê thiệt hại. Tìm 28 bị hại bị công an, kiểm sát viên dòm lừa gần 36 tỷ đồng. Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng nóng, người mua lãi đậm. Tin thế giới. Trung Quốc, bẫy bảo quản vàng, chủ tiệm vàng bỏ trốn, nhà đầu tư ôm hận. Đài Loan, Bắc Kinh đang lợi dụng trận động đất để tiến hành chiến tranh nhận thức. Trung Quốc tung ra video AI thúc đẩy chống Mỹ đầu tiên gây tranh cãi. Giao tranh dữ dội ở Chazovia, Nga tiến quân nhanh, Ukraine đối diện nguy hiểm. Thống đốc Nga bị ám sát hụt, Ukraine bị tố tấn công nhà máy hạt nhân. Không kích nhầm, Israel sa thải 2 quan chức, mở thêm các tuyến cứu trợ. Iran bắt thành viên cấp cao IS, chặn âm mưu khủng bố lễ Ramadan. Động đất mạnh tấn công Mỹ, cuộc họp của Liên Hợp Quốc bị gián đoạn. Mexico cắt quan hệ với Ecuador. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng hôm qua ngày 6 tháng 4, Bộ Y tế vừa có thông báo về trường hợp mắc cúm gia cầm AH9 đầu tiên trên người được ghi nhận tại Tiền Giang. Cụ thể, bệnh nhân mắc cúm AH9 là nam, 37 tuổi, trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Được biết, trước đó vào ngày 10 tháng 3 năm 2024, bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị, nhưng không khỏi. Sau đó, bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 3 và được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do virus. Bước đầu xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân này dương tính cúm A và có các đoạn gen tương đồng với virus cúm A phân tuyếp H9. Sau đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi tới Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm khẳng định. Đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, viện trên đã phát hiện mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với cúm AH9 và đang tiếp tục thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu khác để xác định phân nhóm. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán gia cầm. Xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm ốm, chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh đã được lập danh sách để theo dõi sức khỏe. Đây được xem là trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Trước đó, vào tháng 3 năm 2024, tại Khánh Hòa cũng đã ghi nhận một trường hợp tử vong do mắc cúm AH5N1 trên người. Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận đơn xin khai thác 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti của ông HPT, 42 tuổi, quê Bạc Liêu. Cụ thể, trong đơn trình bày, ông Tê cho biết ông tổ của mình có phát hiện quân đội Nhật giấu khoảng 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti, đoạn chảy qua thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, theo ông Tê, do thời gian quá dài nên tư liệu, hình ảnh minh chứng không còn và thông tin số vàng này chỉ truyền tới đời ông biết được địa điểm. Vì vậy, ông Tê đã làm đơn xin địa phương đi thẳng vào phương án khai thác. Nếu được tỉnh cho phép, ông sẽ khai thác trong khoảng 10 ngày. Ngoài ra, ông Tê cam kết sẽ ký quỹ phục hồi môi trường trước cho tỉnh là 500 triệu đồng và xin nhận lại sau khi bàn giao hiện trạng ban đầu khu vực. Ông Tê cũng nói thêm rằng, tài sản sau khi khai thác được ông sẽ lấy 30%, số còn lại bàn giao cho nhà nước. Ông cũng yêu cầu địa phương hỗ trợ thêm lực lượng bảo vệ, kiểm kê tài sản trong quá trình khai thác. Hiện, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết đã nhận đơn, nhưng chưa có phản hồi gì về nội dung lá đơn này của ông Tê. Vâng thưa quý vị, gần nửa tháng qua, hàng chục nghìn hộ dân ở phía đông của tỉnh Tiền Giang đã phải thức trắng đêm chờ nước từ thiện. Liên quan đến diễn biến này, mới đây tỉnh Tiền Giang đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xâm nhập mặn và thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Phú Đông. Được biết trước đó, huyện Tân Phú Đông có 44.000 người dân sử dụng nước máy với nhu cầu hơn 10.000 mét khối một ngày đêm.
Tuy nhiên, lượng nước máy lẫn nguồn nước tự cung cấp của người dân tại đây hiện chỉ ở mức 8.000 mét khối, còn thiếu khoảng 2.000 mét khối nước một ngày. Theo đó, nhiều tổ chức cá nhân đang phải dùng xà lan, xe bồn chở nước ngọt đến vùng khô hạn phát miễn phí cho người dân. Song đây chỉ là phương án tạm thời. Đáng chú ý, không chỉ tại Tiền Giang, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, tình trạng xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long năm nay ở mức cao hơn trung bình so với nhiều năm trước. Các đợt xâm nhập mặn sẽ đạt đỉnh trong khoảng từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 tới. Dự báo năm nay, tình trạng hạn mặn sẽ khiến 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt và 20.000 hecta lúa đồng xuân tại đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Truyền thông trong nước đưa tin, mới đây, đội quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ gần 100 tấn gạo ST25 được làm giả tại một số cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, đội quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 6 cơ sở kinh doanh gạo tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và xã Đức Giang, huyện Hoài Đức. Qua kiểm tra phát hiện các cơ sở này có dấu hiệu giả mạo đối với nhãn hiệu ST25, gạo Ông Cua đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Được biết, các cơ sở này đã nhập các loại gạo có chất lượng kém, giá thành rẻ về chia nhỏ thành các túi đóng trong bao bì được đặt làm sẵn. Các bao bì này có hình thức và kiểu dáng không khác gì so với bao bì của nhà sản xuất gạo ST25 là doanh nghiệp Hồ Quang Trí. Vì vậy, người tiêu dùng chỉ có thể phân biệt gạo thật hay giả bằng cách quét mã QR trên điện thoại. Nếu như gạo thật sẽ cho ra thông tin của nhà sản xuất, còn gạo giả thì không. Tổng cộng qua kiểm tra, đoàn đã thu giữ gần 100 tấn gạo giả, cùng một số dụng cụ khác như cân, máy hàn nhiệt miệng túi, bao bì, tem mã QR giả khác. Hiện đội quản lý thị trường Hà Nội đang thiết lập và củng cố hồ sơ đối với các cơ sở kinh doanh này. Báo điện tử VTC News đưa tin, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin nghi vấn ông PHD, chủ tịch xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An dùng bằng giả. Cụ thể, trả lời VTC News, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết, trước đó, nhiều người đã phản ánh ông D, chủ tịch xã Hưng Lợi chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng vẫn học trung cấp và đại học. Về vấn đề này, ông D cho hay, ông sinh năm 1969, học cấp 3 tại trường trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên, khóa 1984 đến 1987, thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1987. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông D đi học tại trung tâm quân sự tỉnh, rồi học trung cấp luật của trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật Lam Hồng, Nghệ An. Sau đó, ông tiếp tục học đại học khoa luật trường Đại học Vinh. Từ thông tin của ông D cung cấp, phóng viên VTC News đã tiếp tục xác minh tại trường trung học phổ thông Phạm Hồng Thái. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, từ năm 1985 đến năm 1987, trường không có học sinh nào có họ tên là PHD, sinh năm 1969. Đồng thời, một cán bộ phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cũng xác nhận, qua tra cứu hồ sơ thi tốt nghiệp, không có thí sinh nào có hồ sơ trùng khớp với thông tin ông D cung cấp. Được biết, trước khi làm chủ tịch xã, ông D từng 8 năm giữ chức phó chủ tịch xã Hưng Lợi. Từ năm 2015 đến nay, ông D là chủ tịch xã Hưng Lợi. Vụ việc này hiện vẫn đang được xác minh làm rõ. Báo Thanh Niên đưa tin, hôm qua ngày 6 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ hình sự 12 thanh niên để điều tra về hành vi hỗn chiến gây rối trật tự công cộng, khiến 2 người bị thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc là do nghi phạm Trương Tấn Lộc, 19 tuổi ngụ tỉnh An Giang có mâu thuẫn trước đó với Trần Chính Minh, chưa rõ nơi cư trú, nên hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 4, Lộc rủ thêm nhóm bạn đi trên 8 xe máy, cầm theo hung khí tự chế đến điểm hẹn gặp nhóm của Minh để hỗn chiến. Khi đến trước cổng trung tâm y tế thành phố Dĩ An thì nhóm của Lộc gặp K, 16 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, chạy xe máy chở N, 16 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Cho rằng K và N chung nhóm với Minh nên nhóm người đi cùng Lộc đã cầm hung khí đuổi theo. Thấy có nhóm người đuổi theo sau, K đã tăng ga bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao nên xe của K và N đã xảy ra va chạm với một xe máy do hai người phụ nữ chở nhau cùng cháu nhỏ đang chuyển hướng qua đường. Sau khi té ngã, N bị nhóm của Lộc chạy đến đánh và dùng dao chém. Vụ tai nạn khiến K và một người phụ nữ tử vong. N cùng người phụ nữ còn lại và cháu nhỏ bị thương. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh được nhóm người liên quan. Tại cơ quan công an, nhóm này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Dương xử lý. Báo Dân Trí đưa tin, Công an phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vừa cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ việc một tài xế taxi bị hành khách hành hung. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4 tháng 4, anh VHM, tài xế taxi đã đón hai hành khách tại một quán nhậu trên đường Trần Hữu Dực, thành phố Buôn Ma Thuột để đến một quán karaoke trên đường Yút. Trong đó,
một vị khách có biểu hiện say xỉn đã phàn nàn về việc xe taxi nóng nực. Cụ thể, trong quá trình di chuyển, người đàn ông này đã yêu cầu tài xế mở máy lạnh vì nóng. Lúc này, anh Hát trình bày đã mở máy lạnh từ trước và nói rằng nếu cảm thấy nóng sẽ mở thêm cửa kính lấy gió. Tuy nhiên, khi nam tài xế vừa hé cửa kính, người đàn ông cho rằng bỏ tiền đi taxi mà không mở máy lạnh, nên anh Hát tiếp tục kéo kính lên rồi di chuyển tiếp. Cũng theo anh Hát, khi xe đi được một lát, vị khách đã dùng tay đập vào cửa kính. Trước sự việc, anh Hát có thắc mắc, người khách nói không sao. Tiếp đó, khi anh Hát dừng xe, bất ngờ bị vị khách đạp vào người khiến anh bị thương. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ Grab đã vào can ngăn hành khách trên. Vụ việc hiện vẫn đang được xử lý. Thưa quý vị, hôm qua ngày 6 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa dập tắt một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại thị xã Quảng Trị. Cụ thể, vào lúc 0 giờ 27 phút ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng đã nhận tin báo cháy tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thị xã Quảng Trị. Ngay sau đó, 3 xe chữa cháy cùng lực lượng cứu hộ đã được điều đến hiện trường. Tại hiện trường, khói bốc ra dữ dội từ cánh cửa chính của chi nhánh ngân hàng. Đến 1 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại. Công an thị xã Quảng Trị cũng đang bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang rà soát 28 bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên tới 36 tỷ đồng trên địa bàn. Cụ thể, theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo đã giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án và liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội rồi đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến các vụ án buôn chất cấm, rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại đã bị lợi dụng để đăng tải các thông tin chống phá chính quyền nên sẽ bị khóa liên lạc. Thêm vào đó, các đối tượng còn thông báo cho bị hại rằng sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản và cắt thuê bao di động. Khi thấy bị hại lo sợ, các đối tượng này yêu cầu bị hại phải hợp tác với chúng để chứng minh sự trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm và vay tiền gửi vào tài khoản mới mở. Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở, các đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt. Hiện công an xác định có 28 bị hại trên địa bàn Hà Nội đã bị chiếm đoạt tổng số tiền gần 36 tỷ đồng. Đáng chú ý trong số này có một cặp vợ chồng hưu trí, có con làm trong ngành công an bị chiếm đoạt 10 tỷ đồng. Trường hợp khác là hai vợ chồng lớn tuổi cũng bị mất 10 tỷ đồng. Theo đó, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các bị hại liên hệ với phòng an ninh mạng hoặc công an quận, huyện nơi gần nhất để giải quyết vụ việc. Quay trở lại với những diễn biến sôi động về thị trường vàng trong những ngày qua. Hôm qua ngày 6 tháng 4, các thương hiệu kinh doanh vàng trong nước đã đồng loạt nâng mạnh giá vàng theo diễn biến thế giới. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 50 phút sáng hôm qua, giá vàng miếng được Doji niêm yết ở mức 79,2 triệu đồng một lượng mua vào và 82 triệu đồng một lượng bán ra, tăng khoảng 300 đến 700 nghìn đồng một lượng mua vào bán ra so với cuối ngày 5 tháng 4. Cùng thời điểm trên, giá vàng miếng SJC cũng được niêm yết ở mức 79,8 và 82,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng tương ứng khoảng 300 nghìn đến 700 nghìn đồng một lượng. Cùng ngày, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục lập kỷ lục mới khi vượt ngưỡng 73 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn tại Doji niêm yết ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 73,45 triệu đồng một lượng bán ra. Còn giá vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại SJC niêm yết ở mức 71,55 và 72,85 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Như vậy, đến hôm qua ngày 6 tháng 4, giá vàng đã liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục trước đó. Từ đầu năm tới nay, ước tính giá vàng miếng đã tăng hơn 8 triệu đồng một lượng, tương đương gần 11%, và giá vàng nhẫn tăng gần 10 triệu đồng một lượng, tương đương 16%. Các chuyên gia tài chính cho biết, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng thời tăng cao là do chịu tác động từ việc giá vàng thế giới hôm qua vừa lập đỉnh mới. Và vừa rồi là những tin tức trong nước. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới. Trung Quốc, bẫy bảo quản vàng, chủ tiệm vàng bỏ trốn, nhà đầu tư ôm hận. Đài Loan, Bắc Kinh đang lợi dụng trận động đất để tiến hành chiến tranh nhận thức. Trung Quốc tung ra video AI thúc đẩy chống Mỹ đầu tiên gây tranh cãi. Giao tranh dữ dội ở Chazovia, Nga tiến quân nhanh, Ukraine đối diện nguy hiểm. Thống đốc Nga bị ám sát hụt, Ukraine bị tố tấn công nhà máy hạt nhân. Không kích nhầm, Israel sa thải hai quan chức, mở thêm các tuyến cứu trợ.
Iran bắt thành viên cấp cao IS chặn âm mưu khủng bố lễ Ramadan. Động đất mạnh tấn công Mỹ, cuộc họp của Liên Hợp Quốc bị gián đoạn. Mexico cắt quan hệ với Ecuador. Theo tờ The Epoch Times, thời gian gần đây, hàng loạt vụ việc cửa hàng vàng đóng cửa, chủ bỏ trốn đang gây ra làn sóng lo ngại và bức xúc trong cộng đồng người tiêu dùng ở Trung Quốc. Một trường hợp tiêu biểu là của cửa hàng Trung Quốc Hoàng Kim tại Bắc Kinh. Cửa hàng này trước đó đã tung ra dịch vụ đặt mua vàng an tâm. Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 12 năm 2023, cửa hàng này đã đóng cửa bất ngờ và hơn 70 cân vàng cùng với nhân viên cửa hàng đã biến mất một cách bí ẩn. Đến ngày 1 tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Vàng Trung Quốc đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc này, xác định rõ ràng về việc vi phạm hợp đồng và hành vi không đáng được phép của cửa hàng. Người điều hành thực tế của cửa hàng, ông Dương, đã bị bắt giam và vụ việc đang được tiến hành theo quy trình pháp lý. Không lâu sau đó, vụ việc cửa hàng vàng Sơn Đông tại Bắc Kinh đóng cửa cũng bị vạch trần, vàng ký gửi của khách hàng biến mất, số tiền liên quan lên đến hơn 400 triệu nhân dân tệ. Theo ghi nhận, đây là mô hình dịch vụ lưu ký gửi vàng đặc biệt khi các cửa hàng khuyến nghị người tiêu dùng gửi vàng vào cửa hàng mà không cần lo lắng, đồng thời được hưởng thêm ưu đãi. Ví dụ, nếu bạn gửi 100 gram vàng, bạn có thể nhận được thêm 2,5 gram vàng mỗi năm, tương đương với gửi tiền vào ngân hàng và hưởng lãi suất 2,5%. Tuy nhiên, khi giá vàng tiếp tục tăng vọt, cư dân mạng ở nhiều nơi ở Trung Quốc đã phàn nàn rằng khi họ muốn đổi mới hoạt động kinh doanh lưu ký vàng trong năm nay, họ phát hiện ra rằng các cửa hàng đã đóng cửa và vàng của họ biến mất. Hiện nhiều nạn nhân cho biết đã trình báo hành vi lừa đảo này và đang có ý định khởi kiện dân sự. Tuy nhiên, nhìn chung việc truy tìm tài sản dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, phía Tập đoàn Vàng Trung Quốc cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ đền bù cho các nạn nhân, đồng thời đưa ra lời cảnh tỉnh tới người tiêu dùng không nên giao tiền và tài sản cho người khác. Thưa quý vị, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ở Hoa Liên, Đài Loan vừa qua đã thu hút sự chú ý cùng làn sóng phản ứng đa chiều từ cộng đồng quốc tế khi Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc thay mặt Đài Loan bày tỏ lời cảm ơn tới sự thăm hỏi của các nước. Cụ thể, trong cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang, khi đại diện các nước nhắc đến trận động đất mạnh xảy ra ở Đài Loan, ông Cảnh Sảng, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc phát biểu rằng Trung Quốc cảm ơn cộng đồng quốc tế vì đã bày tỏ sự cảm thông và quan tâm. Không lâu sau đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ bất bình trước phát ngôn trên của đại diện bên phía Trung Quốc, tuyên bố rằng Đài Loan nghiêm khắc lên án hành động trắng trợn của Trung Quốc khi lợi dụng thảm họa động đất ở Đài Loan để tiến hành chiến tranh nhận thức trên phạm vi quốc tế. Theo đó, Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định Đài Loan có chủ quyền, độc lập và chỉ có chính phủ được bầu cử dân chủ của Đài Loan mới có thể đại diện cho 23,5 triệu người dân Đài Loan trên trường quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ở Đài Loan đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, hàng chục người khác vẫn chưa rõ tung tích và vẫn còn 71 thợ mỏ bị mắc kẹt. Kể từ sau trận động đất hôm 3 tháng 4 tới nay, các nhà lãnh đạo và chính trị gia của hơn 48 quốc gia đã bày tỏ lời chia buồn và sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan. Trong đó có Hoa Kỳ, đồng minh quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới cộng đồng quốc tế vì sự thăm hỏi kịp thời và ấm áp. Tờ Vision Time đưa tin, truyền thông chính phủ Trung Quốc mới đây đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để mô tả các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của Mỹ nhằm tạo ra hình ảnh về sự suy tàn của giấc mơ Mỹ đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ ngoại giới. Cụ thể, từ ngày 17 tháng 3, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI cho ra mắt chương trình hoạt hình mới A Fractured America trên chuyên mục kênh tiếng Anh First Voice, tập đầu tiên của loạt phim hoạt hình có tựa đề Bãi công liên tiếp có thực sự hữu dụng, có nội dung về các cuộc bãi công liên tiếp tại Mỹ. Tập 2 có tên Tổ hợp công nghiệp quân sự ăn thịt người của Hoa Kỳ. Và tập 3 là Giấc mơ Mỹ là giấc mơ hay ảo tưởng. Loạt video hoạt hình này hiện đang được phát hành trên nhiều nền tảng mạng xã hội của trang web CGTN với tốc độ mỗi ngày một tập, bao gồm các nền tảng tài khoản công khai như X, Facebook, YouTube, WeChat, v.v. Theo ghi nhận, đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Trung Quốc dùng công nghệ AI để truyền bá luận điệu chống Mỹ. Ông David Rainey, trưởng văn phòng Bắc Kinh của tạp chí The Economist đã xác nhận điều này. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng một số thông tin trong chương trình có vẻ không phản ánh đúng tình hình tại Mỹ, như việc đưa tin về một cuộc đình công chưa từng diễn ra. Trong khi đó, một báo cáo do Trung tâm Phân tích Mối đe dọa của Microsoft đã phát hiện hơn 230 nhân viên truyền thông nhà nước Trung Quốc đã giả làm người nổi tiếng trên Internet để tiếp cận với 103 triệu người dùng bằng ít nhất 40 ngôn ngữ, truyền tải về thông điệp tuyên truyền đối ngoại vĩ đại của Trung Quốc.
Trong bối cảnh này, giới chuyên gia cảnh báo về nguy cơ của việc sử dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch và gây hiểu lầm. Đặc biệt hiện nay, chính phủ Trung Quốc đang đầu tư rất nhiều vào các công ty AI nhằm đảm bảo rằng các công ty này phục vụ cho sự cai trị của họ. Trở lại với tình hình chiến sự Nga-Ukraine, vùng ngoại ô Chayovia thuộc Donbass đang chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội khi quân đội Nga đã đạt được thêm các bước đột phá. Được biết, Chayovia nằm gần Bakhmut, đã trở thành một thành trì kiên cố của lực lượng Ukraine. Theo thông tin từ kênh Telegram, phóng viên quân sự của Mùa Xuân Nga, đòn tấn công chính đã được thực hiện nhắm vào phía đông của Chayovia. Lực lượng Nga không chỉ tiến vào tiểu khu Kanan mà còn đổ bộ thành công vào phố Zelenaya. Cố vấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Yan Gagin, cho biết quân đội Nga đang tiếp tục bao vây cách thành phố này khoảng nửa km. Để đối phó với cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã củng cố đáng kể các vị trí của mình trong thành phố và xây dựng hệ thống phòng thủ hiệu quả. Tuy nhiên, quân đội Nga vẫn đang tăng cường áp lực bằng pháo binh và hàng không, cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế và làm gián đoạn hoạt động hậu cần của lực lượng Ukraine tại Chayovia. Tình hình hiện tại của lực lượng Ukraine tại Chayovia được đánh giá là nguy hiểm trước sự tiến quân nhanh chóng của quân đội Nga. Các trận chiến sắp tới được cho là sẽ mang tính quyết định trong việc kiểm soát thành phố này. Tại diễn biến khác, thống đốc vùng Murmansk của Nga Andrei Chibis đã vừa bị một kẻ lạ mặt ám sát hụt bằng dao. Theo Điện Kremlin, hung thủ đã cầm dao trà trộn vào dòng người có mặt ở một tòa thị chính cùng ông Chibis, chờ đợi thời cơ và lao vào đâm vị này. Tuy nhiên, thống đốc sau đó đã được một thành viên vệ binh quốc gia cứu mạng và kẻ tấn công đã bị khống chế. Ông Andrei Chibis đã được chuyển đến bệnh viện. Cơ quan y tế vùng Murmansk cho biết tình hình của ông vẫn đang nghiêm trọng. Ủy ban điều tra Liên bang Nga cũng thông báo hung thủ đang được chăm sóc y tế và đã yêu cầu giám định tâm thần cho hắn. Cũng trong bối cảnh này, theo thông cáo của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, ngày 5 tháng 4, quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái drone để tấn công địa điểm này. Tuy nhiên, cuộc tấn công không gây thiệt hại lên các cơ sở quan trọng. Nhà máy Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại châu Âu. Trong nhiều tháng qua, nhà máy này nằm trong sự kiểm soát của Nga. Hiện toàn bộ các lò phản ứng của nhà máy đã được cho ngừng hoạt động. Việc nằm ngay gần chiến tuyến giữa hai bên khiến nhà máy này thường xuyên bị đe dọa. Liên quan đến tình hình chiến sự ở dải Gaza, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như mất kiên nhẫn với Tel Aviv sau sự việc Israel không kích nhầm đoàn xe cứu trợ ở Gaza vừa qua, Israel mới đây đã có những động thái nới lỏng hơn trong khu vực. Theo ghi nhận, vụ việc Wall Central Kitchen đã làm tăng áp lực chính trị lên Israel những ngày gần đây. Cộng đồng quốc tế và đặc biệt là nước Mỹ đã bày tỏ phẫn nộ. Ông Biden lần đầu tiên đã cảnh báo sẽ đánh giá lại sự hỗ trợ của Mỹ nếu Israel không làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường. Mỹ cũng thúc đẩy nhà lãnh đạo Israel trao quyền hoàn toàn cho các nhà đàm phán nước mình để đạt được một thỏa thuận. Phản ứng trước tuyên bố trên, Israel tuyên bố đã sa thải hai quan chức cấp cao chịu trách nhiệm, đồng thời cho phép mở thêm các tuyến vận chuyển hàng cứu trợ tạm thời cho Gaza. Tuy nhiên, Israel không đáp lại yêu cầu của Tổng thống Biden. Hiện sự thay đổi này gây bức xúc ở cả Đảng Dân Chủ của ông Biden và Đảng Cộng Hòa. Hàng chục nghị sĩ Dân Chủ đã ký đơn kêu gọi ông Biden không chuyển vũ khí tấn công cho Israel và xem xét lại gói hỗ trợ mới. Trong khi đó, phe Cộng Hòa vốn ủng hộ việc tài trợ cho Tel Aviv chỉ trích ông Biden đã đi quá xa. Đến nay, Nhà Trắng vẫn chưa thông báo về các chính sách của Mỹ sẽ thay đổi như thế nào nếu Israel không đáp ứng yêu cầu của ông Biden. Hãng Reuters đưa tin, cảnh sát Iran vừa có cuộc đấu súng với các thành viên IS, thành công bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong tuần kết thúc lễ Ramadan. Cụ thể, theo thông cáo ngày 6 tháng 4, Mohammad Zakir, biệt danh Ramesh, một thành viên cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, đã bị bắt cùng 2 nghi phạm khác tại vùng Karaj, phía tây thủ đô Tehran. Ngoài ra, 8 nghi phạm khác cũng đã bị bắt trong cuộc chiến dịch này. Cơ quan điều tra Iran đã cáo buộc nhóm này đang âm mưu tổ chức đánh bom tự sát trong tuần tới, cũng là tuần kết thúc lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trước đó, IS từng nhận trách nhiệm trong hai vụ đánh bom ở Kerma, đông nam Iran vào đầu năm nay khiến gần 100 người chết và nhiều người bị thương. Nhóm cũng đã tấn công vào lễ tưởng niệm năm thứ tư của tướng Qasem Soleimani, tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, người bị Mỹ tiêu diệt vào năm 2020 tại Iraq. Hiện phía cảnh sát Iran cho biết đang tiếp tục điều tra cũng như nâng cao các biện pháp tăng cường an ninh quốc gia. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter vừa xảy ra gần thành phố New York làm rung chuyển các tòa nhà trên khắp vùng đông bắc nước này. Theo các báo cáo, độ rung lắc có thể cảm nhận được từ Washington DC đến thành phố New York và New England. Các quan chức cho biết, các chuyến bay đến các sân bay thành phố New York, Philadelphia, Baltimore và Newark đã bị hoãn.
Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở trung tâm Manhattan, giám đốc điều hành của Save the Children đã đột ngột ngừng phát biểu trước Hội đồng Bảo an về cuộc xung đột Israel-Gaza khi các máy quay bắt đầu rung chuyển. Không có thiệt hại lớn nào được báo cáo, nhưng thống đốc New York Kathy Hochul đã cảnh báo về khả năng xảy ra dư chấn. Các nhóm chuyên gia đang kiểm tra hệ thống cầu đường để đảm bảo an toàn. Bà Hochul cho biết đây là một trong những trận động đất lớn nhất ở bờ Đông trong thế kỷ qua. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cũng xác nhận không có thương tích nào được báo cáo, nhưng kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn nếu họ cảm thấy có bất kỳ dư chấn nào. Vùng Đông Bắc nước Mỹ không thường xuyên xảy ra động đất vì nó cách xa bất kỳ đường đứt gãy nào được ghi nhận. Trận động đất lớn nhất được biết đến ở khu vực thành phố New York có cường độ xấp xỉ 5,2 độ và được ghi nhận vào năm 1884. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 4, Mexico đã tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador. Quyết định được đưa ra sau khi nhà chức trách Ecuador bắt giữ cựu phó tổng thống nước này Jorge Glass tại đại sứ quán Mexico tại thủ đô Quito của Ecuador. Qua mạng xã hội, Tổng thống Mexico López Obrador cho biết cảnh sát hôm 5 tháng 4 đã xông vào tòa nhà sứ quán một cách thô bạo để bắt cựu phó tổng thống Ecuador Glass. Đây là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico. Được biết, ông Glass ra tù hồi tháng 11 năm 2023 sau khoảng thời gian thụ án vì tội tham nhũng liên quan tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil. Cựu phó tổng thống Ecuador sau đó tiếp tục bị phát lệnh bắt vì cáo buộc tham nhũng khoản tiền dành để khắc phục hậu quả trận động đất năm 2015. Ông tránh lệnh bắt bằng cách trốn trong đại sứ quán Mexico ở Quito từ tháng 12 năm ngoái. Yêu cầu tị nạn của ông mới được Mexico chấp thuận hôm 5 tháng 4. Động thái bắt giữ trên khiến Mexico tức giận và làm sâu sắc thêm căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Mỹ-Latin. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Hà Ngân xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Hôm nay, Hà Ngân xin được chia sẻ cùng quý vị chủ đề Tìm thời gian cho tâm hồn. Chúng ta cần thay đổi ảo tưởng rằng mình cần phải nỗ lực hết mình để thành công. Đây là một câu nói của Arianna Huffington. Nhiều người trong chúng ta cảm thấy cần và có áp lực phải hoạt động hết công suất từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Điều đó thậm chí còn vô lý đối với một cỗ máy, chứ chưa nói đến con người. Bạn sẽ không mong đợi một chiếc ô tô chạy ở tốc độ tối đa 100% trong thời gian ngay khi cả động cơ đang nghỉ. Vậy tại sao chúng ta lại mong đợi điều đó ở tâm trí và cơ thể của mình? Tại sao chúng ta cần chậm lại trong cuộc sống quá bộn bề này? Mặc dù ngày nay, những nguy hiểm thực sự về thể chất rất hiếm gặp, nhưng hầu hết, chúng ta đều phải chịu đựng những căng thẳng xuất phát từ nội tâm. Bộ não đang ghi nhận những điều này như những mối đe dọa sắp đến, kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cơ thể. Đây là luồng năng lượng mà bạn cảm thấy khi đứng trên tàu lượn siêu tốc hoặc khi gặp một con Doberman sủa và đang lao về phía mình. Phản ứng này giúp thu hẹp sự tập trung và cung cấp năng lượng cho cơ thể để đối phó với những tình huống thể chất nguy kịch. Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta, mối đe dọa lại là một email khẩn cấp, một cuộc tranh cãi nảy lửa với đối tác hoặc các hóa đơn tăng vọt. Những yếu tố gây căng thẳng hàng ngày hoặc hàng giờ này đang gây ra sự thay đổi sinh hóa trong cơ thể. Lời giải thích cho tình huống này là não nhận thức ra được, kích hoạt hệ thống thần kinh và hệ thống căng thẳng ở tuyến thượng thận để cơ thể chuẩn bị phản ứng với mối nguy hiểm đang đến. Vấn đề gặp phải là phản ứng căng thẳng này xuất hiện một cách thường xuyên, cơ thể kích hoạt một chế độ sinh tồn không dành cho một ngày làm việc bình thường. Điều đó đưa đến kích hoạt quá thường xuyên hành động cứu mạng có hại cho cơ thể. Chúng bao gồm bơm thêm đường và insulin vào máu, làm co mạch máu, hướng năng lượng ra khỏi các chức năng cơ thể hàng ngày, làm chậm quá trình tiêu hóa, mất điều hòa hệ thống miễn dịch và làm gián đoạn khả năng sinh sản, vân vân. Tại sao thiền lại quan trọng trong cuộc sống của chúng ta? Những người thiền hàng ngày, thậm chí chỉ trong 10 phút, ngay lập tức nhận thấy chính niệm được tăng cường, ý thức rõ ràng hơn về mục đích, năng suất tốt hơn, giảm căng thẳng và thậm chí giảm bệnh tật. Nó đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe, các mối quan hệ và giúp mọi người tìm thấy mối liên hệ với thiên nhiên và vũ trụ. Bên cạnh việc trực tiếp chống lại phản ứng căng thẳng, thiền còn giúp chúng ta điều chỉnh phản ứng đó tốt hơn khi đối mặt với những mối đe dọa trong tương lai. Nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong lưới mòn, tôi không có thời gian trống, ngay cả khi khoảng thời gian trống đó là điều cần thiết cho sức khỏe và sự hài lòng cơ bản với cuộc sống. Đối với nhiều người, khoảng trống đó chính là thiền định. Thực ra, chúng ta thường có nhiều thời gian hơn mình nghĩ, chỉ cần giảm bớt thời gian dành cho những hoạt động không cần thiết như lướt mạng xã hội và Internet, và khoảng thời gian đó là đủ cho việc thiền định.
Thay vì ngồi phịch xuống ghế dài để cuộn hoặc nhấp qua Netflix, bạn có thể thực sự thư giãn. Thiền góp phần mang lại tư duy và năng lượng tích cực. Cả hai đều vô giá đối với sức khỏe cơ thể và não bộ của bạn. Sự tích cực đã được chứng minh là làm tăng cảm giác vui vẻ, mãn nguyện và yêu thương. Những cảm xúc tích cực này làm tăng khả năng giải quyết vấn đề, tìm kiếm cơ hội, nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn về cuộc sống và cuối cùng trở thành phiên bản tốt nhất của chính chúng ta. Chúng ta sẽ có cách để tìm thời gian. Bạn muốn thiền nhưng cảm thấy không có thời gian, hai mẹo giúp bạn có được cơ hội quý giá đó là đặt thời gian dừng lại và loại bỏ những yếu tố tiêu tốn năng lượng của bạn. Thiết lập và duy trì thời gian dừng lại, xây dựng thời gian ngừng hoạt động có chú ý trong lịch trình của bạn. Bạn không cần dùng đến điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử trong khoảng thời gian này. Điều này có thể là vào buổi sáng, vào cuối ngày, trong giờ ăn trưa, thậm chí chỉ cần 10 phút nghỉ ngơi cho não và hệ thần kinh của mình. Tìm và loại bỏ kẻ tiêu tốn năng lượng. Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, lãng phí thời gian quý báu của mình vào các hoạt động, sự kiện, hội họp, v.v. Điều đó chẳng tạo ra sự khác biệt nào trong cuộc sống của họ. Hãy thử dành ít thời gian hơn cho những thứ không mang lại giá trị gì cho cuộc sống của bạn và dành khoảng trống này cho những việc quan trọng hơn. Khi bạn xây dựng thời gian rảnh rỗi và cắt bỏ các hoạt động không cần thiết và tiêu tốn năng lượng, bạn sẽ có nhiều thời gian và sự tỉnh táo hơn để thiền định. Những bài tập thiền này có thể giúp bạn đạt được những mục tiêu đó. Thiền truyền thống hoặc có hướng dẫn, có hoặc không có cầu nguyện. Tập thể dục thiền, đi bộ hoặc giãn cơ. Viết nhật ký và tự suy ngẫm, chỉ cần hai câu để bắt đầu bất cứ điều gì bạn đang nghĩ. Thời gian yên tĩnh một mình, bắt đầu với 5 đến 10 phút không suy nghĩ hoặc thư giãn tinh thần. Tắm với các loại tinh dầu êm dịu như hoa oải hương, cam bergamot hoặc hoa cúc. Đi bộ trong thiên nhiên hoặc nơi nào đó yên tĩnh và tĩnh lặng. Cố gắng thực hiện việc này hàng ngày nếu có thể bạn nhé. Tập thở, bắt đầu bằng thở bụng thay vì thở ngực. Và ngày hôm nay, chúng tôi, những người làm chương trình rất vui khi được giới thiệu tới quý vị một phương pháp để luôn bảo trì thiện niệm trong tâm, sức khỏe chúng ta còn ngày một tốt hơn. Theo như trải nghiệm của hàng trăm triệu người trên thế giới, luyện tập khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn là một phương pháp đã được khoa học chứng minh là hiệu quả tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, phù hợp nhiều lứa tuổi. Khác với các bài thể dục thông thường chỉ tập trung vào các bài tập, môn khí công này dạy người ta thực hành đề cao tâm tính, lấy nguyên lý, chân, thiện, nhẫn, làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Các học viên cho biết, những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng và trầm cảm. Các bài công pháp đứng đã giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh, an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé! Biết đâu, đây sẽ trở thành một giải pháp giúp quý vị bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi về sau. Và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những vấn đề nóng hổi sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức cũng như phần nhân sinh ý nghĩa mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.